Phương Thảo xin kính chào quý vị. Hôm nay là lễ giao thừa, giáo dân ở vùng Hoa Thịnh Đốn đến đây để cầu bình an, mạnh khỏe, cầu cho muôn dân được thái hòa, đồng thời cầu cho giáo dân ở Việt Nam được tự do, dân chủ. Xin mời quý vị theo dõi chương trình. Trong tinh thần cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và hướng về cội nguồn, cùng duy trì nền văn hóa, tập quán, nề nếp, và nhất là cho các thế hệ con cháu biết đến các phong tục tốt đẹp của tiền nhân mà không bị mai một nơi xứ lạ quê người, nên cha chánh xứ Phaolô Trần Xuân Tâm và hội đồng giáo xứ Mẹ Việt Nam Tổng Giáo phận Hoa Thịnh Đốn, ngoài việc đã tổ chức trọn ngày Chủ nhật 27 tháng 1 năm 2019, mở hội chợ Tết tại hội trường với cảnh người mua kẻ bán tấp nập, ăn uống xôm tủ. Tiếp đến còn có đêm thứ Bảy ngày 2 tháng 2 năm 2019. Cộng đoàn tụ họp về chung vui liên hoan, mừng xuân với những màn văn nghệ đặc sắc, cây nhà lá vườn, thật lôi cuốn. Điểm đặc biệt với chương trình thánh lễ giao thừa Kỷ Hợi, vào hồi 19 giờ thứ Hai ngày 4 tháng 2 nhằm 30 Tết, mọi thành phần dân Chúa trong giờ phút linh thiêng tống cửu nghinh tân đã tề tựu đông đủ trong ngôi thánh đường, cùng tham dự các nghi thức truyền thống dân tộc tế thiên cầu an theo đức tin Công giáo, qua sự dâng tiến sướng xuất bái lạy tiến thoái khấu phục nhịp nhàng của vị chánh tế, các vị phụ tế trong đoàn bô lão với y phục cổ truyền, hòa cùng tiếng trống, tiếng chiêng, điểm xuyến ngân vang, khói hương nghi ngút trước bàn thờ Thiên Chúa và Tổ quốc, càng làm cho mọi người hiện diện thêm sốt sắng, hướng tâm hồn lên cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và tri ân tưởng nhớ tổ tiên. Ba hồi chiêng trống nổi lên vang dội, kết thúc phần tế tự. Cộng đoàn cùng đứng lên đón đoàn đoàn tế. Ca đoàn hát bài ca nhịp lễ. Thánh lễ giao thừa long trọng do cha chánh xứ Phaolô Trần Xuân Tâm chủ tế với ba cha khách cùng hiệp dân. Đặc biệt, trong phần diễn giải tin mừng, cha chánh xứ đã nhắn nhủ và nhắc nhở mọi tín hữu rằng hãy cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho, cùng yêu thương những kẻ khốn khó, cách riêng cầu nguyện cho quê hương được thịnh vượng, dân chủ, tự do, ấm no, hạnh phúc. Trước khi thánh lễ giao thừa kết thúc, vị đại diện hội đồng giáo xứ đã chúc Tết mừng tuổi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa một năm mới an vui, mạnh khỏe, và các em dâng hoa lên cho quý cha. Sau đó, một em học sinh trường giáo lý Việt ngữ đọc lời chúc tuổi quý cha, quý tu sĩ, ông bà, cha mẹ, thầy cô, nói lên lòng biết ơn cũng như kính chúc sang năm mới mọi sự tốt đẹp đến với quý vị. Phần dâng quà chúc thọ các vị cao niên trong giáo xứ do các cháu dâng lên các cụ thật là cảm động. Tre già măng mọc là đây. Phép lành cuối lễ hoàn tất, trong tiếng pháo nổ, giáo hữu tuần tự xếp hàng tiến lên cung thánh nhận lọc thánh, cùng tiền mừng tuổi lì xì do quý cha và quý tu sĩ phân phát đến từng người. Trong bầu không khí rộn ràng vui xuân, để rồi càng thêm tuổi mới, càng thêm thọ, xuân khắp dương gian, phúc khắp nhà, xuân an khang, đức tài như ý, niên thịnh vượng, phúc thọ vô biên. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một năm mới được an khang, thịnh vượng.